Chào mừng các bạn đến với video giới thiệu app trên điện thoại của tôi. Thì hôm nay là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái app có thể kiếm được tiền. Cái app đó thì mình thấy app đấy rất hay nên mình muốn chia sẻ cho các bạn. Cái app đó thì như Android thì các bạn vẫn vô Google Play thôi. Còn iPhone thì các bạn vô App Store nhé. Ứng dụng đó đây này. Ứng dụng của nó là iCan các bạn nhé. Các bạn vào gõ iCan thì nó hiện ra thôi. Các bạn bấm vào cài đặt. Thì đây là mình đã cài đặt rồi. Cho nên là mình sẽ không cài đặt nữa. Mà mình sẽ mở ra. Đó. Thì đây là cái giao diện của app. Mình nó sẽ có 4 mục. Đó là danh sách, app set, sự kiện và nhận thưởng. Thì cái đầu tiên nhá, cái đầu tiên mình muốn chia sẻ cái đầu tiên cho các bạn. Đó là cái này, các bạn vào một ba gạch ở trên góc trái màn hình, góc trên bên trái màn hình. Đó, các bạn bấm vào thì đây là cái cá nhân của bạn, nó có mã chia sẻ và full. Thì các bạn muốn được bảo vệ bảo mật, các bạn có thể nhập số điện thoại của các bạn vào. Đó, còn mã chia sẻ, mã chia sẻ là sao? Mã chia sẻ có nghĩa là đây là cái mã chia sẻ của các bạn này. Đây là mã chia sẻ của mình nhé. Các bạn tải app về thì các bạn sẽ có mã chia sẻ. Thì mã chia sẻ có 5 chữ cái các bạn nhé. 5 chữ cái in hoa. Đó là mã chia sẻ của bạn. Các bạn tải về, các bạn giới thiệu cho bạn bè, anh em, chị em, bố mẹ, hoặc là cô chú gì đó. Thì các bạn đọc cái mã chia sẻ của các bạn cho người thân của bạn. Đó, thì người thân của bạn sẽ nhập mã chia sẻ của các bạn vào. Thì cả bạn và cả người thân của bạn sẽ nhận được 1.000 con in. Đó. Đó, đó là như thế. Còn lịch sử nhận thưởng, lịch sử hoạt động, tôi kiếm tiền, câu hỏi thường gặp, liên hệ và giới thiệu. Đó. Lịch sử nhận thưởng thì các bạn, đây là cái lịch sử của các bạn đổi thưởng thôi. Đây là cái lịch sử của các bạn đổi thưởng. Đó. Thì đây là lịch sử của các bạn đổi thưởng thôi. Còn lịch sử hoạt động. Lịch sử hoạt động thì các bạn có thể vô và nó cho các bạn một con số may mắn, một dãy số may mắn có 5 chữ số. Và nếu các bạn, cái này có thể soi, cái này là số số miền Bắc các bạn nhá. Các bạn có thể, cái này để tí nữa mình nói sau. Đó. Còn tốt kiếm tiền thì các bạn cũng có thể vô xem những người kiếm tiền được, có những người kiếm được tiền, kiếm được nhiều. Bây giờ như người đang đứng đầu là 820.110 con in. Đó. Còn 300, 200, 100, mấy chục cũng có. Đó, đây là cái top kiếm tiền. Còn câu hỏi thường gặp, liên hệ giới thiệu
Thì cái này là nó liên quan đến cái app rồi, mình không cần phải để ý mấy cái mục làm gì. Và đi đến cái mục đầu tiên, cái mục thứ hai đó là cái mục để cho các bạn kiếm tiền này này. Cái mục này để cho các bạn có thể tải ứng dụng và kiếm được tiền. Thì các bạn có thể mục thứ hai là mục app save. Các bạn có thể là đây là những cái ứng dụng các bạn có thể chia sẻ lên Facebook, Zalo, email hoặc là những trang web nào đó. Mỗi lượt tải nha các bạn nha, mỗi lượt kích vào cái đường link các bạn kích vào cái đường link để tải cái ứng dụng các bạn chia sẻ thì bạn sẽ nhận được 500 coin vào tài khoản. Có nghĩa là bạn chia sẻ lên người thân của bạn hoặc là bạn bè hoặc là gì 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 đó tại thì tiền sẽ chảy về tài khoản của bạn thôi, đơn giản vậy thôi các bạn. Cái thứ ba là cái sự kiện. Cái sự kiện này thì mình chưa rõ lắm. Thì à, cái này là cũng giống kiểu chơi xổ số các bạn, chơi xổ số các bạn tham gia thì cho các bạn một con số may mắn có 5 chữ số, giống lúc nãy mình nói lúc đầu video đó, 5 chữ số. Thì các bạn chỉ cần 2 chữ số cuối của giải đặc biệt thì các bạn sẽ nhận được giải thưởng 5.000 coin. Phí tham gia của các bạn là 1.000. Đó. Còn con số may mắn thì nó cũng như vậy thôi, nó không chả khác gì. Nhận trúng 2 số cuối của giải đặc biệt. Trúng 2 số cuối của giải đặc biệt thì các bạn sẽ nhận được 20.000 con in. Còn nhất ăn tất này thì 5.000 con in là các bạn gần đoán con số may mắn của các bạn gần trúng vào cái số đó, cái số của số số đó. Mình không chơi cho nên mình cũng thì nôm na là như vậy thôi. Like fanpage thì các bạn like cái trang fanpage của cái app Icon này. Còn nhận thưởng này thì mình thích nhất là mục cuối cùng này mình thích nhất thì nó có ba loại thẻ: một là thẻ Viettel, hai là thẻ Vinaphone, ba là thẻ Mobifone. Thì các bạn ưng cái thẻ nào thì các bạn đổi thẻ đó. Như mình là mình thích Viettel thì mình kích vào Viettel và app có hỏi các bạn bạn có chắc chắn muốn lấy thẻ Viettel mệnh giá 10.000 Việt Nam đồng, thẻ nhận sẽ lưu trong lịch sử nhận thưởng đó. Thì các bạn nhấn thực hiện thôi, nhưng mà mình chưa có cho nên là mình chưa đổi được. Thì nó chỉ phần nhận thưởng này thì nó chỉ có ba loại thẻ và mệnh giá chỉ 10.000 thôi. Các bạn ví dụ như các bạn có nhiều thì các bạn có thể đổi nhiều lần lên một lúc liên tục được. Đó, các bạn cứ nhấn vào thực hiện và đổi thôi. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Thì cái mục đầu tiên này thì nó sẽ cho các bạn ứng dụng
để các bạn cài đặt về, cài đặt về và chơi. Nhưng mà lưu ý các bạn nha, mình muốn lưu ý cho các bạn này, tải về các bạn phải chơi trong vòng 5 phút và đừng có xóa nó đi. Chơi xong, nhận thưởng xong đừng xóa nó và để trong vòng 3 ngày, mỗi ngày các bạn vô chơi một tí thì các bạn sẽ nhận được 50% cái mức thưởng đầu tiên hoặc là 30% gì đó đó. Còn đây, nó có cái mục ở dưới đây là danh sách app cần giữ để nhận thưởng, thì các bạn tải về các bạn giữ và mỗi ngày trong vòng 3 ngày, mỗi ngày các bạn vô chơi một tí thôi thì các bạn sẽ nhận được thưởng. Còn xem quảng cáo nhận thưởng thì các bạn cứ bấm vào là xem quảng cáo thôi đó. Xem quảng cáo nào đó, các bạn xem hết số giây trên này cho các bạn nhé, hết cái số giây trên này thì các bạn sẽ nhận được thưởng. Các bạn tắt nó đi. Đó, các bạn sẽ nhận được 10 con in vào tài khoản thôi. Đơn giản. Đây, nó nói chi tiết này. Bạn vừa được cộng 10 con in vào tài khoản sau khi xem quảng cáo. Nếu vào bạn xem vào một quảng cáo may mắn, bạn sẽ nhận, sẽ được cộng thêm từ 1.000 đến 100.000 con in cho mọi bạn. Có nghĩa là các bạn cứ xem vậy thôi. Như vào một ngày nào đó đẹp trời, các bạn ấn vào xem lại được cộng 1.000 con in thì sao, hoặc là 100.000 con in thì sao. Là cái may mắn các bạn đó. Còn cái cài đặt app thì đây, thì các bạn cứ nhấn vào cài đặt thôi, nhấn vào cài đặt để cài đặt. Nhưng mà cài đặt nhưng mà các bạn phải tìm đúng cái ứng dụng của cái tìm cái đúng cái ứng dụng mà